cả nhà. Em xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà nha. Hân Hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng, em xin có lời chúc gửi tới cả nhà. Em xin sẽ có một số lời chúc gửi tới cả nhà. Đầu tháng mới em xin chúc cả nhà đầu tiên là phải có thật nhiều sức khỏe. Cộng với sức khỏe thì mình phải có thật nhiều may mắn. Em xin chúc tất cả khách hàng thân thương của em, em xin chúc cả nhà sẽ có một cái tháng đầu mới trọn vẹn những yêu thương, trọn vẹn những may mắn. Và bây giờ đầu tháng thì em sẽ lên sale off cho cả nhà một số mặt bông với một cái giá rất là hời. Nhưng mà cả nhà ơi, video này là video đầu tháng, hôm nay mùng 1 đầu tháng thì tất cả các hàng sưu tầm thì em sẽ làm giá sale cho cả nhà. Và đặc biệt em sẽ lên một số cây chớp, thì chắc có lẽ là chưa bao giờ và chưa có cái video nào em sẽ lên nhiều cây hàng chớp và hàng sọc cho cả nhà mình sưu tầm tới cỡ này. Hy vọng rằng cả nhà sẽ ủng hộ cái kênh YouTube của em ý. Cả nhà nhớ share và đăng ký kênh YouTube cho em ý nha. Nói chung video này là một video đầu tháng, em sẽ lên hàng giá rất là mềm. Mời anh chị mình cùng đón xem. Mở đầu cái video ngày hôm nay, nói chung là hôm nay là em lên những cái cây liên quan tới cái sự may mắn không mắc cả nhà. Đầu video ngày hôm nay, đây anh chị nào xem thì vừa rồi, video vừa rồi anh chị mình sẽ thấy là em bán một cái hướng 40 Lê Thị Riêng này, 1,2 triệu. Thì video ngày hôm nay em sẽ bán cái hướng 40 Lê Thị Riêng. Cuộc đời em chưa bao giờ bán hướng 40 Lê Thị Riêng mà với 800 mấy hết á. Thì video ngày hôm nay em sẽ lên em sell cho cả nhà cái hướng 40 Lê Thị Riêng này nguyên zin. Nguyên zin và rất rất chi là đẹp nha. Anh chị nào chốt trước thì sẽ được nha. Em chỉ bán đúng một hướng, lấy vía, lấy lộc may mắn thôi anh chị mình nha. Anh chị nào chốt sau thì đừng có buồn em, tội nghiệp em nha. Cho nên là mình, bởi giờ em mới khuyến cáo cả nhà là đăng ký cái kênh của em á, lỡ em lên hàng đẹp hoặc là em lên hàng giá sale, anh chị mình sẽ chốt được những cái mặt bông đẹp này. Em chia hướng 40 Lê Thị Riêng nguyên zin như thế này, 868 ngàn. Anh chị mình chốt nhanh giùm em nha, 886 ngàn. Anh chị mình nghe rõ chưa? Đây là một cái cây 40 Lê Thị Riêng rất là đẹp, rất là VIP và rất là tuyệt vời cả nhà ơi. Nó đẹp lắm. Anh chị mình cùng chốt nhanh nha, một hướng thôi, 868 ngàn nha cả nhà, hướng đầu tiên. Bây giờ em sẽ lên cho cả nhà một cái cây 561 bông siêu to. Gu anh chị nào mà thích bông siêu to thì anh chị mình có thể chơi cây này. Cây này thì em bán hướng một lá đầu đã có một nhát cắt và nó đang bật mầm như thế này rồi cả nhà. Nó có rễ luôn rồi. Nè, mầm xanh xanh này cả nhà thấy không? Cả nhà chờ xíu nha, điện thoại nó sẽ lấy nét lại. Nè, mầm xanh xanh này cả nhà, rễ nè. Em chia hướng một lá đầu như thế này là 568 ngàn. Anh chị mình chốt nhanh giùm em. Lá đầu đã có một nhát cắt rồi. Bông này là 561 cam gân siêu to cả nhà. Gu anh chị nào mà thích bông 14, 16 xăng, 18 xăng thì anh chị mình có thể lấy cây này để về mình thử tay nghề. Anh chị test cây này thì có thể bông nó lên 18 xăng luôn, rất là to nha. Mời cả nhà mình cùng lên đơn 568 ngàn. 568 ngàn nha cả nhà ơi. Tiếp theo em có một cái hướng này nè cả nhà. Em có một cái hướng 1585 tia. 1585 tia thì cả nhà biết cây này nó rất là VIP. Cây này cả nhà search Go, Facebook Go nè, Facebook nè, YouTube rồi, nó sẽ ra rất là nhiều. Và đặc biệt nó ra cái bông nào cái bông nó chập bá vậy nè cả nhà. Và đặc biệt cái cây này cả nhà search ra thấy cái bông nào nó cũng tròn quay hết, nó rất là đẹp nha. Cây này thì em có hướng hai lá đầu, đã có một nhát cắt ở lá sau nè cả nhà. 1585 tia em chia nguyên hướng như thế này. 1585 tia anh chị nào mà chơi trên Facebook á, chơi trên thị trường, anh chị mình sẽ biết một lá đầu là người ta sẽ bán tầm 1,8 triệu tới 2 triệu một lá. Cái này em chia hướng hai lá, anh chị mình inbox em sẽ báo giá, anh chị mình tham khảo nha. 1585 tia cả nhà, rất là đẹp luôn đó. Cho nên là cả nhà mình cứ yên tâm sưu tầm cái cây này, nó rất là đẹp, rễ nè cả nhà, rễ cộng nào cộng nó phải nói như là rễ tranh luôn, cái rễ nó ra theo cái kiểu như là rễ tranh luôn á cả nhà biết rồi đó. Rễ người ta hay gọi sao, người ta so sánh những cái rễ cây như rễ tranh, tại vì rễ tranh nó tượng trưng cho một cái, nói chung là một cái cây rất là bộ rễ, rất là khỏe nè. Người ta hay nói hồi xưa người cả nhà thấy không, người ta mà đi làm rẫy mà người ta thấy rẫy mà đụng cỏ tranh là người ta rất là sợ. Bởi vì cái rễ tranh nó rất là lì và nó rất là trâu luôn cả nhà, nó rất là khỏe, cho nên là cái khả năng mà bám víu của nó và khả năng sức sống của nó rất là cao. Nè, thường thường cái cây 1585 tia này người ta ví là bộ rễ của nó như rễ tranh, nó là rất là khỏe cả nhà nha. 1585 tia bông siêu tròn, siêu đẹp luôn. Rồi, bây giờ em bắt đầu em sẽ lên những cái dòng chớp và dòng sọc. Video ngày hôm nay em sẽ lên tổng 4 cây chớp, 3 cây chớp và 1 cây sọc cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Bây giờ em sẽ lên cây sọc trước. Cây sọc này nó sẽ khác những cây sọc khác là vì sao? Thì mời cả nhà mình cùng xem hết video. Em cho chia sẻ một cái hướng sọc như thế này. Sọc nhà em bán là sọc rất là nét, rất là rõ luôn. Nè anh chị thấy không? Sọc rất là nhiều. Cái này nó sọc ra tới cái đầu lá luôn. Những video trước là em có bán những cái lá sọc và dạng như nó chỉ sọc ít trong đây thôi. Và đặc biệt cái sọc này thì cái mầm nó sọc kinh khủng luôn cả nhà.
mấy cái cây trước em thấy mầm nó không có sọc, chỉ càng ngày càng lớn lên thì nó lá nó nở ra rồi mình mới thấy một cái đường, những cái đường sọc trong đây. Nhưng mà đối với cái cây này thì nó rất là đặc biệt, mầm nó sọc nè. Để cả nhà thấy không? Đó, cả nhà chờ xíu nha, điện thoại nó sẽ bắt nét. Em đưa vô lâu lâu xíu, điện thoại bắt nét là cả nhà sẽ thấy. Đó, em chia hướng hai lá đầu. Anh chị nào mà mua hướng hai lá này rất là lợi, tại vì đang đi hai hướng. Cả nhà thấy hai cái măng không? Một măng nè, hai măng nè. Rất là đẹp, và cái sọc này em sẽ bán với giá cao nha cả nhà, nó không có mềm như những cây sọc trước. Rồi, mời anh chị mình inbox qua Zalo hoặc là alo trực tiếp qua số điện thoại 0989214119. Em sẽ báo giá cho cả nhà mình cùng tham khảo. Cả nhà biết rồi đó, bây giờ sọc với lại những cái hàng chất nó lên ngôi. Lên ngôi là tại vì sao? Lên ngôi là tại vì rất là nhiều anh chị nhận ra được cái nét đẹp tiềm ẩn của nó, là thấy nó, cảm thấy nó rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, cho nên là người ta vào chơi rất là nhiều luôn. Cây thứ hai em sẽ lên cho cả nhà một cái cây hát tùng chớp VIP. Hát tùng chớp sẽ có rất 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 là nhiều mặt bông nha cả nhà. Sẽ có cây chớp cạn, chớp sâu, chớp ít, chớp nhiều. Nhưng mà cây của em bán sẽ là một cái cây hát tùng chớp có mặt bông rất là đẹp, rất là VIP, rất là sâu. Những thì em hay nói với cả nhà là ở những video trước, anh chị nào mà mua ở hát tùng chớp ở nhà em lúc trước mà mua 2 triệu mấy hay là 3 triệu hướng hai lá thì em xin chúc mừng. Nói chung là chơi mà cả nhà, mua bán mà cái gì nó cũng có giá theo thị trường. Mua bán hoặc là mình làm bất cứ một cái công việc gì cũng sẽ có lúc thăng, lúc trầm, lúc lên, lúc xuống. Đối với việc cái việc mua bán cũng vậy cả nhà nha. Nè cả nhà, em cho cả nhà soi. Đây là một cái hướng nó rất là tiềm năng, nó rất là tiềm năng luôn. Nè cả nhà thấy không? Cái mầm này, những cây khác thì nó chỉ chớp sơ sơ ở cái mầm thôi. Cả nhà thấy không? Cái mầm này nó chớp kiểu như là muốn, cái chớp này là chớp đỏ nữa đó cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Cái chớp đỏ luôn nè. Đó, nó đỏ, đỏ đỏ muốn hết cái mầm luôn là cả nhà thấy không? Thường thường những cái mắt non là cả nhà chỉ thấy chớp được một cái đầu tí xíu. Nhưng mà cái cây này thì nó chớp xuống tới cái góc mắt luôn nè cả nhà. Em chia cái này, em chia hướng hai lá, ngay cả lá già luôn cả nhà, còn thấy những cái đường chớp chà bá không? Lá già luôn. Đây là một cái mặt bông rất là đẹp. Anh chị mình thích siêu tầm hát tùng chớp, em mời cả nhà mình cùng inbox, em sẽ báo giá. Và cái cây hát tùng chớp này của em nó rất là lực luôn cả nhà, chiều cao của nó sẽ tầm 30. Và cái đặc biệt cái này rất là tương lai luôn nè, đang chuẩn bị đi hai hướng nè, cái mầm này nó đang sưng lên nè cả nhà. Và cái mầm này, cái này là gọi là măng luôn rồi cả nhà, nó đang chuẩn bị đi một lúc hai hướng luôn. Mời cả nhà mình cùng chốt hát tùng chớp về chơi nha. Hát tùng chớp thì em bán một lá đầu, một lá đầu dao động tầm 4 triệu, cái đó là lá đầu. Còn nếu như mà cả nhà mua hướng hai lá thì nó sẽ mềm hơn nha. Một lá đầu thì em bán một lá đầu ở chậu khác, còn cái chậu này thì em chỉ bán hướng hai lá này thôi cả nhà. Tại vì em đang thấy nó đi như vậy nè cả nhà, nếu mà mình tách ra thì rất là tội nghiệp. Với lại cái thứ hai mà nó đang lên măng, ví dụ nó không lên măng á thì mình tách rất là ok. Còn nó đây chuẩn bị nó đang dùng sức để lên măng mà mình tách ra thì có chắc có lẽ những cái măng này nó lên sẽ rất là nhỏ. Cho nên là cái này là em muốn là anh chị nào mà chơi được, có điều kiện mình chơi được nguyên cặp này thì mình có thể chơi nguyên cái hướng hai lá này. Còn hướng một lá thì em sẽ chụp chậu khác cho cả nhà nha. Này cả nhà thấy không? Đây, điển hình cái chậu này. Cái này là chậu này của khách thôi. Em xin khoe với cả nhà, chậu này của khách thôi. Cái chậu này lúc trước là anh đó mua ở vườn em là 2,8 triệu hướng này, 2,8 triệu. Nhưng mà hiện tại hôm qua hôm kia là có cái anh khách kia, anh ghé vườn anh lấy cây thì anh thấy cái chậu này quá đẹp đi. Anh có trả này 6, chậu này 6 triệu. Nhưng mà em biết là những anh chị mình chơi thì bao nhiêu anh chị mình cũng không quan trọng. Em có hỏi lại anh khách là cái chậu này anh khách có chia lại 6 triệu hay không, kiểu như là một lời một rồi đó. Nhưng mà anh khách là không đồng ý chia cả nhà, bởi vì anh nói là cái này mục đích của anh là anh chơi để anh, nói chung là lấy cái tinh thần để anh làm việc. Cái mục đích của anh là anh làm một cái dàn lan là để chiều về anh đi làm về mệt mỏi. Nói chung là anh làm dàn lan rồi anh làm bàn trà rồi anh làm đủ hết rồi cả nhà, bánh trà bày ra bàn, bày ra vườn lan hết rồi. Mục đích của anh chơi sau này là để mỗi lúc anh đi làm về mệt mỏi á, chiều tới mệt mỏi hoặc là tối tới hai vợ chồng anh ra vườn lan ngồi ngắm bông hoặc là thưởng thức những cái mùi thơm của những cây cách lê da này cả nhà. Cho nên anh không xuất, bởi vì em hay nói với cả nhà, cây lên xuống là cái giá cả thị trường là một cái chuyện bình thường cả nhà, mà là một cái chuyện bình thường. Nói chung là mua bán cái chuyện thăng trầm, làm bất cứ một cái việc gì nó lên xuống cũng là cái chuyện bình thường hết cả nhà. Đây, khoe với cả nhà chứ cây này là cây của khách rồi nha. Lúc em bán cho khách là mới tháng trước thôi. Đúng rồi, mới tháng trước thôi. Tháng trước hay tháng rưỡi trước gì đó. Nói chung là tầm đó, dao động tầm 1 tới 2 tháng 2,8 triệu đó cả nhà. Nhưng mà bây giờ hôm bữa anh kia vô ảnh cứ giật cái chậu đó cả nhà, nhưng mà của khách rồi. Và em có liên lạc với anh đó, em cái chậu đó người ta trả 5 6 triệu mà anh không bán là không bán. Anh không thích là anh không bán. Bây giờ em sẽ lên cho cả nhà chơi một cái cây này nữa. Cây này thì em chỉ khuyến cáo cả nhà là chơi một lá thôi. Tại vì sao? Bởi vì cái cây này là một cái cây rất là tiềm năng và nó có rất là nhiều mắt. Cây này sẽ có một cây sẽ có tầm 4 mắt. Một cây có tầm 4 mắt thì suy ra cả nhà mua một lá thôi là bằng cả nhà mua hai lá của những loại khác rồi. Những loại khác thì một lá nó chỉ có hai mắt thôi, cả nhà mua hai lá thì cả nhà mới được 4 mắt, đúng không? Chưa chắc đủ 4 mắt.
Nhưng đối với cái cây này thì cả nhà mua một lá thôi, cả nhà đã có tầm 3 tới 4 mắt. Thì em chỉ khuyến cáo cả nhà cây này cả nhà chơi một lá thôi cho nhẹ tiền. Đây là một cái cây binh chớp cả nhà, rất là đẹp. Và cây này theo em thì chớp cũng rất là sâu, chớp cả cái đài luôn cả nhà. Cái nhà cái đài chớp rất là sâu. Anh chị nào mà đang đam mê chớp, sưu tầm chớp thì em có thể chia một cái cộng đầu. Một cái lá đầu, cái lá đầu này nó đang đậu, đậu tim đậu rồi đó. Nhưng mà không biết có đậu nổi hay không. Nhưng mà em bán cái lá đầu thì em nghĩ em cắt là nó sẽ không đậu nổi. Một lá đầu nó sẽ có tầm 3 tới 4 mắt. Em cho cả nhà coi cái lá cuối cùng, cái lá mẹ thôi nha. Mà hiện tại lá mẹ nó đã đẻ rồi mà nó vẫn còn 3 mắt nè. Em đây, lá mẹ nha cả nhà. Đây, ở trên một mắt nè cả nhà thấy không? Ở dưới một mắt. Bên đây thì tính ra mắt bên đây thì nó đẻ cái thân này đúng không cả nhà? Mắt bên đây là đẻ thân này. Ở giữa cái kẹt nè cả nhà thấy không? Em quay như vậy cả nhà mới thấy nè. Đó, ở giữa cái kẹt vẫn còn một mắt. Mắt dưới thì nó đẻ thân kế bên rồi, cả nhà thấy không? Binh chớp em chia sẻ hướng một lá đầu. Anh chị mình thích sưu tầm binh chớp, em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha cả nhà. Binh chớp này thì giá nó cũng ngang ngang với hát tùng chớp thôi cả nhà. Mời cả nhà mình cùng lên đơn. Bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mùa. Nói chung là cái cây binh chớp theo em nói mà mặt bông nè, về thân lá nè, mà tròn trong các dòng chớp á, tròn to đẹp, thì em nghĩ cái cây binh chớp này nó quá ok cả nhà. Lá nè, sẹt nhẹ nè cả nhà thấy không? Nó vẫn còn sẹt nhẹ. Đây, lá rất là đẹp. Cái này mà chơi chậu tác phẩm cực kỳ ok. Chơi chậu tác phẩm là mình ngắm từng cái lá luôn. Nói chung cây này là bán được hay không được em không tiếc đâu cả nhà. Bởi vì đây là một cái cây mà em có thể khai thác được rất là nhiều luôn. Cái này nếu như mà, nè nó đang đi nè cả nhà. Cái này mà em tách thứ một lá ra là cứ một nó đẻ hai, đẻ ba. Một đẻ nhất, đẻ ít nhất là hai thôi cả nhà. Đó, nó rất là tiềm năng. Mà nó xiên bông lắm cả nhà ơi. Cây binh chớp này nó rất là xiên bông nha. Đó, mời cả nhà mình cùng chớp binh chớp nha. Rồi cây này nữa, em có một cái cây này nè cả nhà. Em làm cái video rồi, mới đầu là em làm video hàng sưu tầm không, hàng chớp không. Nhưng mà em nhớ tới hôm nay mùng 1 cho nên là em làm lại để em lên những cái mặt bông này chia sẻ cho cả nhà. Em có một cái cây sổ này thì mặt bông này mới sổ được thôi cả nhà. Em sẽ lên để cho cả nhà mình về sổ. Nhưng cả nhà phải mặc định giùm em, cây này là cây sổ, mình về mình sổ lại lần 2 giùm em. Nếu như mình sổ lại lần 2 nó vẫn chớp như vậy thì mình trúng mánh, mình rất là ok. Còn nếu như mà nó không lại được như vậy nữa thì cả nhà có thể ra được một cái mặt bông bình thường như thế này là chuyện bình thường. Nhưng em nhắc với cả nhà một lần nữa là cả nhà cứ mặc định là hàng sổ giùm em. Chứ để sau này mà về cả nhà kêu trời ơi mua ở Ý cây chớp mà nó ra mặt bông không chớp. Trời ơi lúc đó thì em cũng không biết sao, lúc đó là em nhấc mẩy luôn á cả nhà. Ở nhà cứ mặc định giùm em nha. Đó, về sổ lại giùm em. Đây, ví dụ như những cái cây khác á, như nó chỉ sơ sơ như thế này thì mình có thể nghĩ là nó tật. Nhưng mà không cả nhà, cái cây này thì cả nhà thấy không? Ngay cả cái đài đằng sau nó cũng chớp. Cái đài dưới này nó cũng chớp luôn cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái đài bên này nó cũng chớp. Và cái đài bên này nó cũng chớp nhẹ luôn. Đó, cho nên là em mới để dành em sổ lại lần 2. Đó, mời cả nhà mình cùng tham khảo. Anh chị nào thích sưu tầm chớp sổ thì nhanh tay chốt chớp sổ nha. Em chỉ đưa chia được hướng một lá một măng thôi cả nhà. Hướng một lá một măng. Anh chị inbox em sẽ báo giá nha. Đừng buồn em về cái vụ báo giá nha cả nhà. Thiệt em khổ tâm luôn. Em khổ tâm với những khách hàng thân thương của em. Và em khổ tâm với những bạn hàng của em. Nói chung mà em là đứng giữa. Em đứng giữa cho nên cái cách mà em dễ xử nhất là em chỉ có cái cách em làm như vậy thôi. Anh chị mình không phiền thì anh chị mình có thể inbox em sẽ báo giá nha. Rồi bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chúc cả nhà tháng mới phải thật an nhiên, phải thật may mắn, phải thật hạnh phúc. Và đặc biệt em chúc những gì tốt đẹp nhất, những gì may mắn nhất sẽ tới với những khách hàng thân thương của em. Bye bye cả nhà nha. Tháng mới phát tài nha cả nhà ơi. Cố tình lên cái chậu lá sọc lá phát tài đó để cả nhà lấy vía đó cả nhà. Bye bye cả nhà nha.